Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật chiến sự Nga-Ukraine trên kênh TSVN. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình xung đột tại Ukraine. Ukraine tuyên bố hạ phi công UAV nguy hiểm nhất của Nga tại Kryvyi Rih. Ukraine nhiều khả năng đã vô hiệu hóa một phi công điều khiển máy bay không người lái UAV của Nga, được mệnh danh là sát thủ diệt thuyền nguy hiểm nhất tại đầu cầu Kryvyi Rih. Được biết đến với biệt hiệu là Mouse, phi công UAV này đã không qua khỏi quanh làng Kryvyi Rih, tỉnh Kherson của Ukraine vào ngày 19 tháng 1, một blogger quân sự Nga đưa tin. Dựa trên lời của người vợ binh sĩ, với khả năng điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất, Mouse đã đánh chìm 31 thuyền Ukraine và loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 400 binh sĩ Ukraine gần làng Kryvyi Rih, từ đó được gọi là sát thủ diệt thuyền nguy hiểm nhất, theo Forbes. Sau thời gian truy lùng, đội UAV của Ukraine đã phát hiện nhóm của Mouse đang điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất từ một tòa nhà tại tỉnh Kherson. Phía Ukraine sau đó phóng UAV cảm tử qua trước cửa của tòa nhà này. Vụ nổ đã gây ra hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà. Các kênh truyền thông mạng xã hội của Nga xác nhận Mouse đã không qua khỏi. Sự việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang cố gắng bám trụ đầu cầu hẹp ở làng Kryvyi Rih trên tả ngạn sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, sau khi số ít thủy quân lục chiến của Kiev có thể vượt sông vào đầu tháng 10 năm 2023. Trong 3 tháng qua, thủy quân lục chiến Ukraine đã cố gắng trụ vững ở Kryvyi Rih, nhưng tình hình rất ngặt nghèo. Họ phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đồ tiếp tế được đưa qua sông trên những chiếc thuyền vốn thường xuyên trở thành mục tiêu của UAV Nga. Nếu không có thuyền vận chuyển lương thực, nước uống, đạn dược và quân thay thế, lực lượng thủy quân lục chiến Ukraine sẽ rơi vào cảnh cùng đường. Việc hạ gục Mouse vì thế sẽ giảm bớt áp lực lên đường tiếp tế của binh sĩ Kiev tại đây. Gần đây, ngày 15 tháng 1, Ukraine cũng tuyên bố đã vô hiệu hóa hai máy bay quân sự hàng hiếm của Nga trên biển Azov, gồm máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 và máy bay chỉ huy không quân IL-22. Chiếc A-50 được cho là đã bị bắn rơi. Chiếc IL-22 được cho là đã hạ cánh khẩn cấp thành công ở thành phố Anapa thuộc miền Nam Nga. Nhưng phía Ukraine cho rằng Nga khó có thể khôi phục máy bay này do thiệt hại ở phần đuôi. 8 máy bay ném bom Nga xuất kích, nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev. Không quân Ukraine báo cáo sự xuất hiện của 8 máy bay ném bom chiến lược Nga ở khu vực giáp biển Caspi vào lúc 4 giờ ngày 23 tháng 1. Sau đó nhiều tiếng nổ đã vang lên ở Kiev và Kharkiv. Chuyến bay của một số máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS theo hướng Đông Nam, khu vực biển Caspi đã được ghi nhận. Không quân Ukraine cho biết, không lâu sau đó, lực lượng này thông báo có nguy cơ tấn công tên lửa các tỉnh phía Nam và phía Đông vì các vụ phóng tên lửa hành trình từ máy bay Tu-95MS. Cảnh báo không kích đã được ban hành tại thành phố Kiev và tất cả các tỉnh của Ukraine. Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở Kiev và chính quyền địa phương cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động. Hãy ở trong nơi trú ẩn cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ, cơ quan quân sự thành phố Kiev cho biết trên Telegram. Cùng lúc đó, thị trưởng Kharkiv Iho Terekhov thông báo nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận ở khu vực này. Tư lệnh lục quân Ukraine, tình hình ở mặt trận Severochina và Bakhmut rất căng thẳng. Ông Oleksasky, tư lệnh lục quân Ukraine cho biết trên Telegram, tình hình mặt trận ở Severochina và Bakhmut vẫn cực kỳ căng thẳng với việc lực lượng Nga triển khai rộng rãi pháo binh, súng cối, máy bay không người lái và thực hiện các cuộc tấn công. Tư lệnh Sisky cho biết các chỉ huy lữ đoàn chiến đấu trên mặt trận Severochina và Bakhmut đã báo cáo với ông về tình hình thực địa và đề xuất các hành động tiếp theo. Ông nói thêm rằng các quyết định được đưa ra sẽ giúp phòng thủ hiệu quả hơn và giải quyết các vấn đề nảy sinh. Ngoại trưởng Nga yêu cầu phương Tây chú ý đến quan điểm của Moscow về Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov yêu cầu phương Tây cân nhắc kỹ lưỡng lập trường của Nga trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Yêu cầu được Ngoại trưởng Nga Lavrov đưa ra trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ về vấn đề Ukraine. Tất cả những công thức này đều là con đường dẫn đến hư không, ông Lavrov nói, bình luận về công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Washington, London, Paris và Bruxelles càng sớm nhận ra điều này thì càng tốt cho cả Ukraine, phương Tây và những quốc gia mà ở đó chiến dịch chống lại Nga đã tạo ra những rủi ro rõ ràng. Tôi khuyên các bạn nên lắng nghe thật kỹ và vẫn còn thời gian. Ngoại trưởng Lavrov hiện đang có chuyến làm việc tại Mỹ từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 1 để tham gia các cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông và Ukraine. Tổng viện trợ quân sự của Ba Lan cho Ukraine.
Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá gần 3,5 tỷ đô la kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết trong cuộc họp với người đồng cấp Ba Lan Donald Tusk ở Kiev. Cũng theo ông Shmyhal, hai bên đã thảo luận về việc thành lập 4 trạm kiểm soát mới ở biên giới Ba Lan-Ukraine và sự tham gia của Warsaw vào các dự án cơ sở hạ tầng, kinh tế chung với Kiev. Theo ông, Ukraine mong muốn Ba Lan dỡ bỏ các hạn chế đối với việc xuất khẩu nông sản của nước này. Ngoài ra, ông Shmyhal đề nghị Ba Lan tham gia xây dựng đường cao tốc Krakowice-Lvov-Bony-Rhine. Hôm 22 tháng 1, Thủ tướng Tusk cho biết trong cuộc họp báo chung sau hội đàm với Tổng thống Ukraine rằng Ba Lan không thể tiếp tục cung cấp vũ khí miễn phí cho Ukraine mà sẽ viện trợ quân sự cho Kiev trên cơ sở thương mại. Cuộc chiến UAV chết chóc giữa Nga và Ukraine bên sông Dnieper. Cuộc đấu UAV trên sông Dnieper. Phóng viên BBC đã có mặt tại hữu ngạn bờ Tây của sông Dnieper tại thành phố Kherson. Từ đây, người ta không thấy được lính Nga ở bờ sông thấp và có nhiều sinh lầy, nhưng họ biết chắc có lính Nga tại đó. Dấu hiệu về việc có lính Nga bên kia là những loạt đạn pháo bắn sang hữu ngạn sông khi nhóm nhà báo BBC tiến tới một chung cư bỏ hoang. Việc pháo kích trong chiến tranh không phải là điều lạ. Cái mới là máy bay không người lái UAV, một trong những khác biệt lớn của xung đột Nga-Ukraine so với cuộc chiến tranh trước đó. Nhóm nhà báo BBC chuẩn bị gặp một đơn vị của quân đội Ukraine chuyên xử lý vấn đề UAV của đối phương. Khi bám vào thành tòa nhà và ẩn nấp dưới giếng cầu thang, nhóm phóng viên được dẫn vào bên trong, thoát khỏi những cơn gió đông lạnh buốt bên ngoài. Không gian bên trong khá ấm cúng. Đột nhiên Artem, một trắc thủ Ukraine 20 tuổi đứng phát dậy. Họ nhận được thông báo phía Nga vừa phóng UAV bay vượt sông Dnieper. Timu, chỉ huy của một tiểu đội Samoshut thuộc lữ đoàn vệ binh 11 của Ukraine giải thích. UAV đối phương xuất phát từ một vị trí mà chúng tôi biết. Mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ các trắc thủ đối phương. Chúng tôi nắm được tọa độ nên cho UAV bay tới đó ngay. Có ít nhất 12 UAV nằm trên sàn nhà. Tất cả đều chứa lựu đạn. Một con mèo, linh vật phi chính thức của tiểu đội này, rụi mõm vào cánh quạt của một chiếc UAV. Một UAV đã được đưa ra ngoài khi Artem đặt lên đầu bộ màn hình thực tế ảo VR dùng để quan sát hình ảnh từ camera trên UAV. Nhóm phóng viên nhìn lên TV khi Artem lái UAV bay qua sông khu vực lính Nga kiểm soát. Từ trên cao, không thấy dấu hiệu nào của sự sống. Bay được vài km, UAV của Artem tới được một khu vực công nghiệp. Thiết bị vượt qua nhà kho trước khi lơ lửng sát một tòa căn hộ. Tương tự như nơi cánh phóng viên BBC đang ẩn náu. Cuối cùng Artem phát hiện một anten cạnh một cửa sổ ở khu vực giếng cầu thang và lao thẳng UAV vào đó. Màn hình chuyển xanh, Artem thở hắt ra và gỡ bỏ màn hình khởi đầu. Artem tâm sự, chúng tôi rất xúc động khi lần đầu làm chuyện này. Nhưng giờ thì cái đó đã trở thành chuyện thường lệ. Artem kể tiếp, trước khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine, tôi còn không có đủ thời gian để chơi điện tử. Nay tôi đã có đủ. Bức màn gây nhiễu bằng vô tuyến điện. Nhóm binh sĩ Ukraine phóng tiếp UAV thứ hai, nhưng lần này màn hình chuyển xanh ngay khi nó vượt sông. Phía Nga đã kích hoạt hệ thống gây nhiễu. Chiếc UAV thứ ba liền xuất kích. Lần này UAV vượt qua hệ thống phá sóng của Nga. Artem đưa UAV quay trở lại tòa căn hộ vào lúc trước. Artem xác nhận anten đã bị phá hủy. Pin của UAV chỉ còn 10 phút. Artem lượn UAV ra ngoài để xem có phát hiện được mục tiêu nào. Đơn vị của Artem thời gian qua tấn công một trục đường chính mà quân Nga sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế. Dân thường bị cấm lái xe tới đó. Các trắc thủ của UAV Ukraine tấn công bất cứ vật thể nào có bánh lăn trên con đường bộ này. Artem phát hiện một chốt kiểm soát của Nga và lao UAV vào đó. Tuy nhiên lần này anh lại không gặp may nữa. Phía Nga chĩa súng gây nhiễu về phía UAV của Artem, thế là màn hình lại chuyển xanh. Artem lại thở dài. Timu giải bày, người Nga liên tục được bổ sung lại những nơi mà chúng tôi đã đánh vào nhiều lần. Họ không ngán gì hết. Mỗi UAV của Ukraine trong tác chiến ở Dnieper có giá khoảng 500 đô la. Chương trình ở đây là vòng lặp phóng, tìm kiếm và hủy diệt. Timu, khoe đội của anh đã từng phá hủy được một hệ thống tên lửa phòng không S-350 trị giá 136 triệu đô la. UAV của Ukraine được sử dụng theo cách này đồng nghĩa với việc phía Nga không thể giấu được bất cứ thứ gì trong vòng 10 km tiền tuyến. Nhưng phía Nga cũng làm điều tương tự với quân đội Ukraine. Cuộc sống thưa thớt trên các con phố Kherson do các đợt oanh tạc cũng như hoạt động của UAV trinh sát Nga. Nhóm phóng viên được lệnh di chuyển theo nhóm nhỏ để đề phòng UAV trinh sát. Tương lai của chiến tranh hiện đại. Tại một công viên phủ đầy tuyết ở Kherson, nhóm nhà báo gặp một đội phòng không di động. Một viên phó chỉ huy của lữ đoàn phòng không bảo vệ lãnh thổ 124 tự xưng là Kinh cho biết đơn vị của anh ta trực 24/7, chuyên ứng phó với các loại UAV của Nga, chủ yếu là loại Shahed do Iran sản xuất. Kinh nói, các nhà máy Nga đã được chuyển sang chế độ công nghiệp quốc phòng, thường xuyên tăng năng lực sản xuất. Vậy anh Kinh có nghĩ rằng lực lượng Ukraine có thể vượt sông với số lượng lớn trong năm nay? Kinh trả lời, cũng khó đấy. Chúng tôi chỉ đang nỗ lực để đảm bảo việc ấy sớm nhất có thể xảy ra.
Ukraine hiện phải thích ứng, dựa vào nội lực trong bối cảnh các gói viện trợ quân sự cho họ đang bị kẹt giữa các bất đồng chính trị tại Mỹ và Liên minh châu Âu-EU. Trên một cánh đồng đóng băng ở ngoài Okhotsk, các trang thủ UAV tập luyện lái UAV có gắn với các chai nhựa giả là lựu đạn. Chỉ mất 14 tiếng đồng hồ để đào tạo xong một trang thủ UAV, chính phủ Ukraine đang khuyến khích người dân tham gia vào các khóa đào tạo miễn phí cũng như là tự chế UAV để cung cấp cho tiền tuyến. Stitch, chủ huy UAV của Ukraine giải thích: "Chúng tôi đang trong một giai đoạn đấu công nghệ, một cuộc đua vũ khí, ai sẽ là bên phát minh sớm nhất, ai sẽ lắp ráp hiệu quả nhất. Thời Thế chiến thứ nhất, không quân ra đời, còn bây giờ chúng tôi khởi động cuộc chiến UAV. Trong hai thập kỷ nữa, đây có lẽ là yếu tố xoay chuyển cục diện của bất cứ cuộc chiến tranh nào." Xung đột Nga-Ukraine có thể đi đến hồi kết trong năm 2024. Sau gần 2 năm xung đột, tình hình chiến sự tại Ukraine dường như đã bước vào giai đoạn bế tắc. Tình hình chiến trường không có thay đổi lớn nào trong nhiều tháng qua, trong khi khả năng một trong hai bên giành bước đột phá cũng không mấy rõ ràng. Trong bối cảnh này, nhiều người đã nghĩ về phương án kết thúc chiến sự thông qua hòa bình. Tuy nhiên, theo cả các chuyên gia Ukraine và chuyên gia Nga, triển vọng hòa bình trong năm 2024 là không cao. Theo quan sát của chúng tôi, cả hai bên đều không có độ chín để có thể đàm phán. Bà Julia Osmolovska, người đứng đầu văn phòng Kiev của Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Âu, Glossberg, nhận định với Dân trí. Quan điểm từ Ukraine. Bà Osmolovska chỉ ra trong lý thuyết về đàm phán hòa bình có khái niệm về độ chín. Theo đó, đàm phán chỉ xảy ra khi các bên không còn khả năng đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng bất cứ cách nào. Đồng thời, cả hai đều phải thừa nhận nguyên trạng là kịch bản xấu đối với họ, thúc đẩy các bên cùng nhau giải quyết vấn đề. Chúng ta đang không có những điều kiện này. Người Ukraine tự tin rằng chúng tôi có năng lực quân sự để giành chiến thắng, bà nói. Khảo sát được công bố tháng 10 năm 2022 của Gallup cho thấy 60% người Ukraine được hỏi cho rằng Kiev nên chiến đấu tới khi giành chiến thắng, giảm so với tỷ lệ 70% so với năm 2022, trong khi chỉ có 31% nhận định Kiev nên đàm phán để kết thúc chiến sự sớm nhất có thể. Trong số những người muốn chiến đấu đến cùng, 91% cho rằng chiến thắng có nghĩa là khôi phục biên giới trước năm 2014, bao gồm cả bán đảo Crimea. Bên cạnh đó, theo bà Osmolovska, tinh thần chiến đấu của người Ukraine vẫn sẽ ở mức độ cao vì họ coi đây là cuộc chiến mang tính tồn vong với dân tộc. Do đó, dù tỷ lệ ủng hộ dành cho giới lãnh đạo chính trị Ukraine bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể sụt giảm nhẹ, điều đó không ảnh hưởng đến tinh thần của người Ukraine. Người dân sẽ không đòi hỏi quá nhiều, ít nhất vào thời điểm này, chuyên gia người Ukraine chia sẻ. Theo bà Osmolovska, người Nga dường như cũng có quan điểm tương tự, tin rằng họ có thể thắng hoặc ít nhất đạt được các mục tiêu nhỏ nếu tiếp tục chiến sự. Nga cho rằng vị thế của họ đang tốt dần lên do sự mập mờ trong các khoản viện trợ tài chính và quân sự của Mỹ, EU và các đối tác cho Ukraine, bà nói. Ngoài ra, các bên cũng đối mặt với rào cản về chính trị và pháp lý. Ông Mark Temnitsky, chuyên gia tại Trung tâm Á-Âu, Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ, chỉ ra rằng chính phủ Ukraine từng tuyên bố chỉ khởi động đàm phán hòa bình sau khi Nga đã rút ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, chứ không phải là thời điểm hiện tại. Theo bà Osmolovska, nếu Tổng thống Zelensky quyết định đàm phán, ông sẽ phải dọn đường dư luận Ukraine trước. Nếu không, chắc chắn dư luận Ukraine sẽ dậy sóng. Ông ấy hiểu rõ điều này. Xã hội Ukraine lúc này vẫn chưa sẵn sàng. Tôi có thể khẳng định tình trạng này sẽ kéo dài hết năm 2024, bà chia sẻ. Nếu không, một thỏa thuận mang tính cưỡng ép giữa Ukraine và Nga chỉ giúp Nga có thêm thời gian xây dựng lại lực lượng. Cộng đồng quốc tế không thể buộc Ukraine ngồi vào bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào cả. Không có cuộc đàm phán nào có thể diễn ra mà thiếu Ukraine, ông Temnitsky nói. Quan điểm từ Nga. Tương tự các chuyên gia Ukraine, giới chuyên gia Nga cũng cho rằng triển vọng chiến sự kết thúc trong hòa bình trong tương lai gần là tương đối mong manh. Trong bài viết trên website của Hội đồng Nga về các vấn đề quốc tế, bà Anna Levchenko, chuyên gia tại Đại học Quan hệ Quốc tế Moscow, chỉ ra triển vọng hòa bình mong manh bất chấp một số quốc gia đã đề xuất các sáng kiến, kế hoạch hòa bình. Tất cả các bản dự thảo kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine được các bên thứ ba đề xuất đều thể hiện thiện chí ngoại giao thay vì thực sự để đề xuất cách giải quyết những mâu thuẫn sâu xa giữa các bên, bà Levchenko cho biết. Theo bà Levchenko, lợi ích của các bên tham gia xung đột trái ngược nhau hoàn toàn, do đó các bên thứ ba khó có thể hài hòa những lợi ích này. Bên cạnh đó, sự thiếu hụt lòng tin cũng ảnh hưởng đến triển vọng đàm phán. Các bên tham gia chiến sự đều không tin rằng các điều khoản của Hiệp ước Hòa bình sẽ thỏa mãn mong muốn của họ, do đó họ sẽ tiếp tục chiến đấu, bà nói. Chuyên gia Nga cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khi Kiev giữ lập trường chính thức từ chối đàm phán với Moscow, vẫn có những phát ngôn mạnh mẽ và nhận được vũ khí từ phương Tây, triển vọng đàm phán tương đối mơ hồ. Có câu nói, mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng hòa bình. Tôi muốn bổ sung thêm rằng bản thân công thức hòa bình đó phụ thuộc vào thế cân bằng lực lượng khi xung đột quân sự kết thúc. Các tham số của đàm phán chủ yếu được quyết định trên chiến trường, bà Levchenko tuyên bố. Người dân Nga dường như cũng không tin rằng xung đột sẽ sớm chấm dứt. Theo khảo sát của Trung tâm Thăm dò Dư luận Laveda, Nga vào tháng 10 năm 2023, 46% số người Nga được hỏi rằng xung đột sẽ kéo dài hơn một năm, 22% không đưa ra nhận định, trong khi đó chỉ có khoảng 32% cho rằng xung đột sẽ kết thúc trong vòng 12 tháng. Trong khi đó, 56% số người được hỏi cho rằng Nga nên xúc tiến đàm phán hòa bình với Ukraine,
trong khi đó 27% cho rằng Nga nên tiếp tục chiến dịch quân sự, trung tâm Levada cho biết. Đằng sau việc Ukraine liên tiếp tấn công kho dầu Nga, Ukraine nỗ lực tấn công kho dầu Nga nhằm làm gián đoạn chiến dịch quân sự của Moscow. Song động thái này khó có thể xoay chuyển thế trận trong một sớm một chiều. Gần đây, Ukraine liên tiếp tấn công vào các kho dầu của Nga nằm sau chiến tuyến ở trong lãnh thổ Nga. Chưa đầy một tháng, Ukraine được cho là đã mở 5 cuộc tấn công vào các cơ sở chứa xăng dầu của Nga. UAV Ukraine liên tiếp tấn công kho dầu Nga. Diễn biến mới nhất vào hôm 21 tháng 1, Ukraine tấn công một trạm nhiên liệu chuyên sản xuất các sản phẩm dầu xuất khẩu của công ty Novatek ở khu phức hợp cảng thương mại Usluga, tỉnh Leningrad, Nga, bằng máy bay không người lái UAV, gây hỏa hoạn quy mô lớn. Theo giới chức Ukraine, mục tiêu cuộc tấn công này là nhằm gây thiệt hại về kinh tế và phá hủy khâu hậu cần trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Phía Nga đã xác nhận thông tin này. Chính quyền địa phương đã đặt quận Kilinstep, nơi vụ cháy xảy ra, vào tình trạng báo động cao, đồng thời sơ tán người dân khỏi hiện trường. Đài RT đưa tin rằng, mặc dù vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, nhưng người dân các thị trấn lân cận cho biết họ đã nghe thấy âm thanh của UAV trước vụ nổ. Trước đó, ngày 19 tháng 1, Ukraine cũng đã tấn công kho dầu của Nga ở thị trấn Klinsky, tỉnh Bryansk, Nga, bằng UAV gây cháy lớn ở khu vực này. Tỉnh trưởng Bryansk, ông Alexander Bugoma cho biết các thùng dầu đã bốc cháy do UAV thả đạn vào và một chiếc UAV đã bị bắn hạ. Một quan chức tình báo Ukraine giấu tên cho biết Ukraine đứng sau vụ tấn công này, theo tờ New York Times. Trước đó một ngày, ông Oleksandr Kamysin, Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho biết, phía Ukraine nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công kho dầu Nga ở thành phố Saint Petersburg, Nga, vào ngày 18 tháng 1. Ông Kamysin nói rằng cuộc tấn công này có liên quan một UAV do Ukraine sản xuất, đã bay được 1.250 km. Dù không gây thiệt hại nghiêm trọng, nhưng các hình ảnh ở khu vực này cho thấy đã có một đám cháy dữ dội giữa một số xe tăng. Hãng thông tấn Nga TASS cho biết có 4 thùng nhiên liệu bốc cháy. Đám cháy bao trùm một khu vực rộng khoảng 1.000 m2 và có 140 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Hai cuộc tấn công bằng UAV khác vào ngày 29 tháng 12 và vào ngày 9 tháng 1 đã lần lượt gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Krasnodar và tại cơ sở sản xuất nhiên liệu ở thị trấn Orion, tỉnh Orion, phía tây nam nước Nga. Trong cả hai cuộc tấn công, quân đội Ukraine đều tuyên bố nhận trách nhiệm và thông tin được đăng công khai trên báo đài Ukraine. Các cuộc tấn công của Ukraine có như muối bỏ bể. Theo The New York Times, những cuộc tấn công này khó có thể gây tác động đáng kể đến tình hình chung của cuộc chiến, nhưng chúng vẫn quan trọng đối với Ukraine, vốn đang tìm mọi cách gây thiệt hại cho Nga trong bối cảnh chiến trường đang bế tắc. Không có đủ vũ khí và quân số để giành lại thế chủ động trên thực địa, Kiev tăng chuyển sang chiến thuật du kích nhằm làm gián đoạn chiến dịch quân sự của Nga, trong đó có các hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng nhiên liệu, đường sắt và kho đạn dược. Bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở xăng dầu, Ukraine không chỉ đang cố gắng làm gián đoạn nguồn cung cấp cho quân đội Nga, mà còn nhắm tới các cơ sở tạo ra doanh thu đáng kể để tài trợ cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine, theo The New York Times. Bà Olena Lapenko, chuyên gia an ninh năng lượng tại Viện Nghiên cứu DC Group Ukraine, nhận định các cuộc tấn công vào các kho dầu làm gián đoạn các tuyến đường hậu cần và làm chậm hoạt động chiến đấu. Việc gián đoạn nguồn cung này giống như máu cho cơ thể con người, là một phần trong chiến lược lớn hơn nhằm chống lại Nga trên chiến trường. Bà Lapenko nêu con số Moscow thu được hơn 400 tỷ đô la Mỹ từ xuất khẩu dầu mỏ kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Bản tin của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!